anh chị, cái kiến trúc rất là đẹp. Khi trước mình không sang cái vòng của Thiêm này, rất là nhiều người là tới tham dự không vậy, nhưng mà bây giờ còn cái nó rất là đẹp, nó rất là nhiều cái dạng và nó kết nối mỗi ban đầu và nó rất là nhiều bạn làm xây dựng giống như kia mình không ạ. Cũng có thể giới thiệu sơ qua cho mọi người biết đến cái vị trí mà cái này. Và hiện tại nó đang sáng đèn lên không chị? Đúng rồi. Và phía trước mặt của Nhung đây là dự án Metropole River Thủ Thiêm là xây Vinland. Tất cả các dự án ở trong cái khu vực bán đảo Thủ Thiêm này rất là tiềm năng và mang lại giá trị cho khách hàng rất là nhiều. Chị Nhung ơi, chị Nhung có thể là điểm qua một vài cái giá trị bất động sản xung quanh cây cầu này được không chị? Nhất là dự án Metropole này chị ạ. Hiện tại cái mức giá nó đang là bao nhiêu vậy chị? Chọn cho mình một cái sản phẩm bất động sản phù hợp với mình. Rồi